Những người di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ uh, là một cái loại thuốc độc đang đầu độc uh, cái huyết thống của xứ uh, sở chúng ta. Đó là lời tuyên bố của ông uh, cựu tổng thống Donald Trump uh, trong một cuộc tranh cử hôm thứ bảy vừa qua đối với các cử tri ủng hộ ông. Uh, thưa quý vị, ông nói như thế này bằng tiếng Anh: Poisoning the blood of our country. I think the real number is 15 16 million people into our country when they do that we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and tức là gọi là đầu độc cái máu huyết của đất nước chúng ta. Ờ, ông nói và ông nói rất rõ là hiện nay đã có vào khoảng độ 15 tới 16 triệu người đang sống tại đất nước Hoa Kỳ và họ là những chất độc trong cơ thể của nước mỹ ừ. nói từ một đám đông ở new Hampshire, ông nói rằng di dân bất hợp pháp đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta những <laughs> người di dân bất hợp pháp đó họ đến từ đâu họ đến từ các nhà tù họ đến từ các viện tâm thần của đất nước họ từ khắp nơi trên thế giới không chỉ đến từ các quốc gia nam mỹ mà thôi và không chỉ đến ba hoặc bốn quốc gia mà chúng ta nghĩ đến thì là mexico như là guatemala hay là el salvador vân ừ. vân mà họ đến trên toàn thế giới Họ đang tràn ngập đến nước chúng ta, họ đến từ châu Phi, họ đến từ châu Á và khắp nơi trên thế giới. Thì ngay lập tức tòa Bạch ốc đã có một cái phản ứng. À. Thưa quý vị, uh, cái chữ mà Poisoning the Blood uh, mm. nó nằm trong một cuốn sách oh. rất là quan trọng của Adolf Hitler. Đúng vậy. Uh, chúng ta biết là trong lịch sử nước Đức thời mà mm. phát xít uh, trước khi Adolf Hitler lên cầm quyền. Trong lúc ông ta ở tù, ông ta có viết một cái cuốn Tức đức gọi là man camp, okay. tức là đời tranh đấu của tôi kinh khủng. Thì trong đó nước Đức của Hitler có dùng cái chữ poisoning the blood tức là đầu độc huyết thống. Hitler viết nguyên văn như sau: Tất cả các nền văn hóa vĩ đại trong quá khứ đều bị diệt vong chỉ vì các chủng tộc ưu việt trên thế giới đã chết vì nhiễm độc máu mà nước Đức oh, oh, oh. tự hào là một chủng tộc ác nhân tức là một chủng tộc cao hơn bất kỳ một yeah. chủng tộc nào khách trên quả đất này. Hitler đưa ra cái thuyết đó, thì bây giờ ông Donald Trump của chúng yeah. ta ở nước Mỹ lại dùng đúng cái chữ Poisoning the Blood đó. Thành thử ra, thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden lập tức đưa ra một cái phát biểu như sau. Donald Trump đã nhại lại lời của Adolf Hitler. Yeah. Donald Trump ca ngợi kim nhân nguồn của Bắc Hàn dẫn lời nhà độc tài Vladimir Putin của nước uh, Nga khi ông Trump ra tranh cử tổng thống ông hứa là sẽ cai trị như là một nhà độc tài mà đe dọa nền dân chủ của nước Mỹ. Tại sao có những, có cái câu như là một nhà độc tài, the dictator? Tại sao vậy? Cái đây một tuần khi mà báo chí hỏi ông Trump là nếu ông đắc cử tổng thống năm 2024 thì cái quyết định đầu tiên trong ngày đầu tiên ông đặt chân trở lại tòa bạch ốc thì ông sẽ quyết định cái gì ông bảo tôi sẽ quyết định như là một nhà độc tài là tôi đóng cửa tất cả biên giới của nước mỹ mm. thì phóng viên họ hỏi ngược lại xin ông nói rất rõ you act as a dictator có đúng không ông bảo đúng đó là một quyết định số một của tôi như là một nhà độc tài là đóng cửa các cửa biên giới nước mỹ phải nói rằng nếu mà chúng ta xem những cái bản nghiên cứu gần đây về mặt dư luận đó, thì dân chúng Hoa Kỳ cũng không lấy gì làm lạc quan về nền kinh tế xin lỗi quý vị nền kinh tế là là vấn đề họ không lạc quan rồi nhưng mà còn một vấn đề khác quan trọng không kém đó là họ không có lạc quan về cái nền dân chủ của nước Mỹ điểm đáng lưu ý ông Trump tuyên bố tiêm nhiễm đến cái huyết thống của Hoa Kỳ tức là người da trắng đó, thượng đẳng á thì thực ra những tuyên bố này đã tiêm nhiễm vào đầu não không những của người da trắng mà kể cả người da vàng Việt Nam nữa thưa anh. Hôm vừa rồi chúng tôi đọc một cái lời nhắn ở trên Facebook có người rất là vui họ nói rằng ô oh, tôi rất vui tôi là người ủng hộ ông Trump khi đến quận cam này đi một vòng trong cộng đồng vẫn thấy những quan điểm ủng hộ tổng thống à, cựu tổng thống trump hết mình luôn và đây là những thành phần họ sẽ quyết định tiếp tục bỏ phiếu cho dù bất cứ lời tuyên bố nào của ông trump cho dù được xem đặc biệt là họ nói ô oh, đây là cái chiêu trò của đảng dân chủ chỉ trích ông mà thôi à, chưa hết à, ông trump tuyên bố nếu ông đắc cử tổng thống nước Mỹ sẽ thấy được lần đầu tiên trong lịch sử một lượng trục xuất di dân chưa từng có. Và di dân, nhưng ông nói câu thế này, ông bảo nếu tôi đắc cử, tôi theo ông Trump đắc cử, là quý vị sẽ chứng kiến một cái làn sóng, một cái flow, một cái làn sóng của những người bỏ nước Mỹ họ đi. Bởi vì tôi sẽ siết chặt ghê lắm, nhiều <laughs> lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực di dân. Nhưng mà thưa anh Thụy, vấn đề là thế này này. Chúng ta đang sống trong một xã hội dân chủ một cái một cái thể chế dân chủ ai cũng có quyền bầu người này ủng hộ người kia chống người này ghét người nọ vân vân cái đó là quyền khi mà họ ừ. bỏ lá phiếu Đúng rồi. chỉ có một điều thế này nó có một số những cái căn bản để người ta nhận dạng một cái thể chế dân chủ hay là một thể chế độc tài ừ. một thể chế dân chủ đó là một cá nhân ra tranh cử muốn nói gì thì nói muốn tuyên bố những điều xanh dần thì tha hồ nói nhưng mà khi bước vào cuộc bầu phiếu thì phải tôn trọng sự quy định của hiến pháp. Người Mỹ người ta bảo là the name of the game, tức là ăn thua ở cái luật chơi. Cái luật chơi của nước Mỹ hiến pháp quy định rất rõ ràng sau cuộc bầu cử. Khi tất cả các đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận một người nào đặt cử rồi đó, thì không có lý do gì dùng những ngôn ngữ khích động, không có lý do, lý do gì tiếp tục những luận điệu dối trá để bảo rằng đối thủ của mình đã ăn cắp cuộc bầu cử đã gian lận phiếu chúng tôi chỉ xin muốn nhắc lại nước mỹ là một nền dân chủ tốt đẹp nhất trên thế giới mặc dù nó có rất nhiều cái tào lao những cái tào lao là những chuyện bôi cha cho chét chấu vào mặt nhau khi mà đã ừ. tranh cử nhưng mà với là cái niềm mơ ước của các dân tộc trên thế giới thì hiến pháp của hoa kỳ đã quy định rất rõ ràng về vấn đề bầu cử rồi thì cho tới giờ phút này đó cá nhân tôi có thể ủng hộ ông trump anh Thụy có thể là người ủng hộ ông Biden. Đó là cái quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà có một lần ranh chúng ta phải cẩn thận khi mà suy nghĩ. Đó là cái biến cố ngày 6 tháng riêng năm 2021 khi mà Thượng viện và Hạ viện họp lại để chuẩn thuận kết quả của bầu cử. Mà xin nhắc lại 60 vụ kiện của ông Donald Trump đều thất bại tại các tiểu bang. Mà những vị thẩm phán gõ cái búa để bảo rằng ông Trump không có thắng trong cái vụ kiện đó. Đa số là những vị thẩm phán do ông Donald Trump đề cử. Các vị thẩm phán đó đều nói rằng không hề có một cuộc bầu cử gian lận lớn tới cái mức làm thay đổi kết quả của bầu cử tổng thống. Vậy mà chúng ta vẫn không tin và chúng ta vẫn ủng hộ một cái đám đông đánh vào tòa nhà quốc hội mà tòa nhà quốc hội là cái xương sống, là cái thanh đường của nền dân chủ Hoa Kỳ thì cái suy nghĩ đó phải cẩn thận, phải xét lại. Thưa anh, Bởi uh... vì nếu không chúng ta sẽ dễ dàng bước qua một lần ranh khác là đồng ý với cách hành xử của các chế độ độc tài Y hệt như thế thôi. Anh có thấy đó là những cái quan điểm của MAGA, những người ủng hộ Trump à, cực hữu mà trong đó số người trong cộng đồng Việt Nam rất, rất là đông đảo đó. Cái quan điểm về dân chủ của họ có phần nào họ không nắm về cái quan điểm đó hay không? Bởi vì những cái gì mà liên quan tới những cái quyết định và hành động của ông Trump sẽ dẫn đến quốc gia này thành một cái quốc gia độc tài, họ vẫn chấp nhận. Tôi chấp nhận độc tài nhưng mà độc tài dưới ông Trump, nước Mỹ vẫn là dân chủ. À, thôi đọc có bản tin uh, sáng nay uh, của VOA, um, à, yeah. Voice of America. Họ có nhắc đến những người chỉ trích ông Joe Biden. Họ nói rằng ông Joe Biden muốn hướng nước Mỹ tới một cái thể chế sâu chủ nghĩa. Yeah phải nói đi nói, nói còn lại quan điểm một đó. ngàn lần ừ. mình vẫn phải nói đi nói lại thực sự cái thể chế mà được nhiều người thích trên thế giới này <laughs> nó gọi là Democrat socialism ừ. tức là dân chủ xã hội chủ nghĩa yeah. nước pháp nước anh nhiều lắm nước đức đức tất cả à. lan ừ. na uy đan mạch thụy điển Thụy đều Sĩ. theo hướng đó nó là Democrat socialism ừ. Chúng ta đừng bao giờ lầm lẫn giữa cái Democrat Socialism đó với cái chủ nghĩa Cộng sản. Thí dụ như hiện nay tại Việt Nam, tại Trung Quốc, tại Cuba, tại Bắc Hàn. Chủ nghĩa Cộng sản kiểu đó nó là một cái sự một cái bệnh ung thư của nhân loại. Còn Democrat Socialism là một cái thể chế. Người Mỹ người ta gọi là somewhere between giữa một bên là tư bản chủ nghĩa và một bên là Cộng sản chủ nghĩa. Thì nó còn một cái thể chế nữa. Nó gọi là dân chủ sau chủ nghĩa. Có dịp chúng ta sẽ yeah. bản thuần túy về dân chủ xã hội chủ nghĩa mà thôi. Dạ. Mà quý vị cùng theo dõi và đó là phần tin nổi bật ngày thứ hai hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả Lê đi đinh quang thái. Chào tạm biệt quý khán giả với hoàng trọng thiện.